Kênh YouTube Bán Nhà quận 7 hôm nay giới thiệu đến các anh chị, các bạn nha anh chị. Nhà mình ở đường 51 Đặng Ngự Lâm nha anh chị, Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha anh chị. Đó, nhà mình có diện tích là ngang 3m2, dày 8m5 nha anh chị. Nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh nha anh chị. Đây là bên trong nhà mình nha anh chị. Đó, mình đưa anh chị xem trước đường xong rồi mình đi vô bên trong để mình khám phá căn nhà của mình nha anh chị nhanh nha. Đi vô nhà mình nha anh chị. Đó, hẻm nhà mình đó. Hẻm 51 Đặng Ngự Lâm nha anh chị. Đó, đó, hẻm 51 Đặng Ngự Lâm đó, mình quay cho anh chị xem á. Đó, đó, rồi, đi vô nhà mình. Đây là trước nhà mình nha anh chị. Nhà mình cách hẻm xa hơi khoảng chừng 30 mét rồi nha anh chị. Đây là mình ở ngoài Đặng Ngự Lâm, Quỳnh Tấn Phát mình đi vô này nha anh chị. Đó, hẻm nhà mình trước nhà được 3 mét nha anh chị. Đó, hẻm trước nhà là 3 mét. Khu mình là khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó, đây là nhà mình đây. Nhà mình là một trệt 2 lầu đây. Đó, nhà mình trệt 2 lầu đó nha anh chị. Đó, sân trước nhà mình là 3 mét nha anh chị. Đó, đây là nhà mình đây. Đó, nhà mình là 2 lầu đó nha anh chị. Ngang 3m2, dài 8m5 nha anh chị. Đó, ngang 3m2, dài 8m5. Đó, mình mời anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình nha. Đó, đây là bên trong căn nhà của mình nha anh chị. Đó, mua bán là chủ nhà tặng cho mình sofa luôn nha anh chị. Đó, sofa bàn luôn. Đó, nhà mình thiết kế là rất sang trọng đẹp đẽ nha anh chị. Nhà mới sang trọng. Đó, nhà mới là mình mua về ở liền luôn nha anh chị. Đó, nhà mới mua về ở liền luôn. Nhà mình là 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh nha anh chị. Đây mình mời anh chị vào bên trong để mình xem bên trong nhà mình nha. Đây là mình có cái kệ bếp rồi sẵn rồi luôn nha anh chị. Đó, kệ bếp rồi sẵn luôn. Nhà tầng trệt nhà mình có cái vệ sinh dưới tầng trệt này nha anh chị. Đây là tầng trệt nhà mình đây. Đó, đây mình mời anh chị đi lên lầu 1 để mình xem trên lầu 1 nhà mình nha anh chị nha. Đó, nhà mình là hướng tây tứ trạch nha anh chị. Đó, nhà mình có diện tích là ngang 3m2, dài 8m5 nha anh chị. Nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh nha anh chị. 3 phòng ngủ lớn luôn nha anh chị. Đó, chủ nhà muốn bán cái giá là 1.750.000 nha anh chị. Nhà mình là đồng sở hữu nhà, mỗi nhà mỗi sổ nha anh chị. Là mình đi mua bán là công chứng ủy quyền luôn nha anh chị, chứ không phải là mình đi công chứng vi bằng nha anh chị. Đó, đây là nhà vệ sinh tầng 1 nhà mình. Đó, đây là mình có giấy đồng sở hữu, sổ hồng chung mua bán ủy quyền luôn, là nó còn tốt hơn nha anh chị. Đây mình mời anh chị lên lầu 2. Đây, lên lầu 2 nhà mình. Đây lầu 2 nhà mình là có được 2 phòng nha anh chị. Đó, nhà mình mua nhà mới luôn anh chị, mua về là chỉ dọn qua ly về ở thôi nha anh chị. Nhà mình ở đường Đặng Ngự Lâm, Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha anh chị. Đó, nhà mình có diện tích là ngang 3m2, dài 8m5. Nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh nha anh chị. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1.750.000 còn thương lượng nha anh chị. 1.750.000 còn thương lượng. Đây, nhà mình là hướng tây tứ trạch nha anh chị. Đó, đây là mình đưa anh chị ra xem cái ban công nhà mình rất thoáng nha anh chị. Đây là cái ban công nhà mình. Nhà mình, khu nhà mình là khu dân cư hiện hữu hết luôn nha anh chị. Đó, nhà mình cách hẻm xa hơi khoảng chừng 3-40 mét nha anh chị. Đó, đó, mình quay cận kề cho anh chị xem. Anh chị mà muốn đi xem nhà, anh chị sẽ liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0913 781712. Mình sẵn sàng sẽ đưa anh chị qua để xem nhà bất cứ lúc nào nha anh chị. Nhà này là nhà chính chủ nha anh chị, mua bán là ủy quyền cho anh chị luôn nha. Kênh YouTube Bán Nhà Chính Chủ quận 7 xin kính chào các anh chị nha.